Mình là Hảo Trúc, hiện tại mình đang là diễn viên tự do. Lịch diễn của mình thường thì về muộn, cho nên mình hay ăn khuya và dẫn đến tình trạng bị béo mặt. Mình đã tìm những liệu trình khác nhau ở một số spa để cải thiện nhưng vẫn không thuyên giảm. Vô tình mình biết đến liệu trình làm thon gọn mặt trong vòng 60 phút ở The Master Việt Nam. Hôm nay mình quyết định đến đây và trải nghiệm. Sau 60 phút trải nghiệm liệu trình, mình cảm thấy da mình mịn hơn, sáng hơn và thon gọn hơn hẳn. Mình mong The Master Việt Nam sẽ tạo ra nhiều liệu trình mới để giúp chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp hơn.